Đúng ra em xin để nhường lại cho tất cả các anh các chị ha. Nhưng mà thôi thì mấy anh mấy chị cứ nói là chủ nhà cũng nên hát một bản, thì thôi em xin hát một bản để em tặng cho tất cả các anh các chị. Thì hôm nay nói đúng ra là cũng là ngày cuối năm rồi, thì cũng sắp bước qua năm mới, thì em cũng xin chúc cho tất cả các anh các chị bước qua một năm mới, có một năm nhiều hạnh phúc và sức khỏe thì tràn đầy, và làm ăn thì luôn luôn thịnh vượng. Dạ em xin nhắc bản đi cà phê cà phê để em tặng cho tất cả các anh chị và bạn thân hải. Cần thì cầm đeo, mình cầm theo, cần thì cầm đeo.
cảm ơn Phương và Khánh ha, nấu những món ăn thật là ngon miệng của hôm nay cả quý vị. Thay giờ Phương, tại vì những món ăn này Phương đã chuẩn bị trước đó gần một tuần không có ngủ. Thank you, cảm ơn Phương. Thì khách cho một tràng pháo tay nhẹ nhẹ đi đi. Sau đây quý vị nhớ tới nhà hàng Phương Thắng. Sắp mở.